Sau tuổi 30, da bạn thường dễ nám, dễ sạm, men gan, gan nhiễm mỡ, đặc biệt là da không đều màu và nám. Vậy thì có một combo được uống nào đủ bộ cho U30, U40 một cách đơn giản, dễ sử dụng, cùng tìm hiểu một xíu trong video này nhé. Ok, thứ nhất đó là combo L-cysteine và STC. Combo này rất là đơn giản sử dụng. Mỗi ngày chúng ta sẽ dùng 2 viên L-cysteine như sau. Và trong mỗi một viên này hàm lượng là 500mg. Một lọ là 60 viên, một ngày 2 viên thì một tháng chúng ta sẽ dùng hết một lọ vỏ này. Thứ hai là STC. STC này có hàm lượng là 500mg C trong một viên. Và C ở đây là C dạng ST, các bạn lưu ý. CST sẽ giúp bạn hạn chế việc là đau rát dạ dày hay là hạn chế bị trào ngược, đỡ bị ợ chua hơn. Vì CST nó ít chua và gần như không chua. Cái lọ STC này 60 viên. Đối với C các bạn nên dùng theo lộ trình, tức là uống 2 tháng nghỉ một. Thì 60 viên một lọ là đủ dùng trong một lộ trình luôn, mình không cần mua thêm nhiều nữa. Hết 3 tháng mua một lọ mới. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ dùng một combo là 2 viên màu nâu, một viên màu đỏ, rất là đơn giản. Và các bạn sẽ uống cách bữa ăn giữa xíu là ít nhất 1 tiếng, tức là phải trước ăn 1 tiếng hoặc là sau ăn 2 tiếng đều ok. Hạn chế dùng trong bữa ăn. Thì một cái combo sẽ là 3 cái lọ đỏ này và một lọ vàng đủ dùng trong 3 tháng. Giá một lọ L-cysteine là 450.000, một lọ STC là 450.000. Thì combo này sẽ gồm có là 3 lọ đỏ này là 3 x 450.000 là 1350. Và sẽ có một cái ưu đãi rất đặc biệt. Các bạn muốn biết ưu đãi là gì hãy comment ở bên dưới hoặc là inbox cho họ xíu nhé. Rồi, combo số 2 nâng cao hơn. Nâng cao hơn vì sao? Vì dành cho chị em 35, 40 đấy. Thì ở ngoài 35 thì chúng ta sẽ gặp vấn đề nữa là sẽ bị là gì? Thừa gốc tự do và cần chống lão hóa nâng cao hơn một chút. Thì phiên bản nâng cao hơn của L-cysteine nó chính là GLU. Đây chính là GLU, các bạn có thể tham khảo. Thì cái GLU này là ở trong dạng là một cái viên dạng nang hình con nhộng như này. Hàm lượng một viên là 500mg và một hộp là có 30 viên. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần uống một viên đũa chiếu thôi, một viên GLU này cộng với cả một viên cysteine này, một viên GLU, một viên cysteine và một viên C, một ngày sẽ có 3 viên như này. Thì một cái lộ trình chúng ta sẽ dùng đó là 3 hộp GLU này trong 3 tháng và thêm 2 lọ đỏ này và một lọ cam này là đủ. Thì cái lộ trình này các bạn dùng như sau. Đối với một lần uống, các bạn uống có thể là uống 3 viên cùng một lúc và uống vào sau giờ ăn sáng rồi xíu hoặc là sau giờ ăn trưa 2 tiếng là ok. Cách dễ sử dụng. Thì cái lợi ế của GLU này là gì? GLU là một tripeptide, nó có 3 cái thành phần đính vào nhau. Thì trong đó GLU sẽ giúp chống gốc tự do tốt hơn rất nhiều so với cả L-cysteine. Thì sau 3 năm các bạn có thể dùng combo này rất là ok. Và một cách để các bạn biết xem bên GLU mình có bị trộn nhiều C không, vì C là thành phần rẻ tiền một chút, còn GLU nó mới đắt, thì các bạn có thể mở viên con nhộng ra, các bạn sẽ mở luôn. Sau đó các bạn sẽ nếm thử. Cái vị của GLU nó sẽ hơi thu thủ một chút và nó không có cái vị chua. Nên nếu một viên mà bị trộn quá nhiều C, bạn nếm thì thấy toàn mùi C thôi. Bạn cứ mở cái viên này bẻ ra. Hơi đắng đắng các bạn. Không thấy có vị C đâu cả. Ăn một lúc thì thấy ngọt ngọt. Ok, thì đây là cái cách đơn giản nhất để bạn test sản phẩm của mình xem có bị trộn nhiều C hay không đấy. Còn nếu như mà trong mặt thành phần có nhiều C cũng không có sao đâu nhá. Đây chỉ là một cái đánh giá xem là cái viên mình uống có C đi kèm không. Ok, tổng kết lại video này như sau. Combo đơn giản nhất khi mà dưới U35 thì đó là combo là uống L-cysteine và C. Ok, 3 đỏ 1 vàng trong 1-3 tháng, rất là đơn giản. Combo thứ hai là sau U35 thì sẽ là GLU ngày 1 viên. Hơi đắng. Nhưng mà uống cả viên nhé, các bạn đừng tách con nhộng nhé. Một viên L-cysteine 500mg và một viên C. C uống 2 tháng nghỉ một. Ok. Và nếu bạn thích thêm series hướng dẫn các bạn cách dùng, cách bôi hay là một cái lộ trình full nào đó về nám hay lão hóa hay là da sạm thì hãy comment xuống dưới để bác xíu lên video. Xin chào, bye bye, đừng quên like, subscribe và bác xíu.